dựng nước trang hồi gặp mong manh. Bạch đằng dậy sông tựa lòng tạm, ngổn ngang trăm mối gì thiên hạ. Thế cuộc phân tranh liệu như hà. Dạ. Tại sao thuyền của ta lại không tiến lên được? Dạ bẩm chúa công, bạch đằng giang sau một cơn trăng, nước biển đột ngột chảy ra ngoài biển cả. Ngư dân ở vùng này thường mắc cạn. Nếu ta không đưa thuyền ra trước khi trăng lên, sau nửa tuần trăng thủy triều sẽ đột ngột rút nhanh, ngư dân thuyền sẽ mắc cạn giữa dòng sông mà. Dạ đúng vậy. Mắc cạn giữa dòng sông. Hay lắm, ta đã có kế sách rồi. Trời không phủ cái lòng người mong đợi, nước Nam ta phải tự chủ bởi dân Nam. Ngô quyền ta thuận ý thỏa lòng trời, vui hay giặc bạch đằng giang dậy sóng. Đêm tận sao phu nhân vẫn chưa an giấc, nhìn phu tướng ngàn ló trăm diệt, đêm canh thâu thao thức giả bồn chồn. Phận nữ nhi liễu yếu tơ đàn, chua xót bấy bản lòng trong chiến loạn. Ta mãi bận tâm vì việc lớn, tội cho phu nhân phải gối chiếc trăm đơn. Khiến nét hoa ủ dột phai hồng, xin nàng hãy hiểu cho lòng ta vì dân vì nước. Thiếp đâu dám bận lòng quân tử, làm bận lòng phủ tướng lúc ra quân. Chỉ còn đôi canh là trận chiến sẽ khơi mạc, hãy cho ta được phút giây bên nàng cho tròn câu phu phụ. Phu quân, chợt nhớ ngày đôi mình hạnh ngộ cầu ba trăng nguyệt lão khéo sen. Giáng thiên ngang hào khí ráng ngời, làm rung động trái tim người thuộc nữ. Dương như ngầm ta trái tâm ngàn tha thiết yêu thương nàng.
trung nghĩa. Vậy là trận chiến của chúng ta sắp diễn ra rồi. Phụ quân, dòng nhỏ trôi sông sông mặt đánh giá ngang chấp quân thù. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hỡi ba quân tướng sĩ, trời đã không phụ lòng ta, ta truyền nổi trống lớn. Ta xin lập lời thề, vui thấy giặc Bạch Đằng Giang dậy sóng, truyền tận bên. Đồng tâm sát cánh chung vai, quyết xông pha nơi trận.